nhằm đẩy mạnh kết nối quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực nói riêng và toàn ngành công nghiệp thành phố Hà Nội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường, Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2024. Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2024 là nơi hội tụ của những tinh hoa công nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau, là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm công nghiệp chủ lực, tiếp cận đối tác mới và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ triển lãm năm nay thu hút trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp lớn, tiềm năng, doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, các doanh nghiệp nước ngoài, v.v. Thông qua hội chợ, các chương trình và sự kiện liên quan, các doanh nghiệp có thêm cơ hội đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ hướng đến mục tiêu hiện đại hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm nguyên nhân vật liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp.